cùng với góp phần tiêu thụ nhãn quả tươi đem lại thu nhập cao cho các hộ làm nghề. Nghề chế biến long nhãn xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên còn tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trong và ngoài địa bàn. Toàn xã có gần 40 hộ chế biến long nhãn, thu hút trên 1.000 lao động tham gia với thu nhập từ 120 đến 200.000 đồng một người trên ngày. Nghề chế biến long nhãn ở xã Phương Triều ngoài tập trung 2 tháng chế biến long nhãn Hưng Yên, những năm gần đây các hộ còn mua nhãn Thái Lan để kéo dài thời gian chế biến thành 9 tháng một năm. Trung bình một ngày, một hộ sản xuất từ 500kg đến gần 2 tấn nhãn quả tươi. Qua các công đoạn như xoáy long, sấy long, đóng gói, sẽ xuất bán thị trường trong nước và xuất khẩu đi các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. Hiện giá bán long đang dao động từ 135 đến 180.000 đồng một kg. Trừ chi phí, mỗi hộ làm nghề thu lãi từ 200 đến 500 triệu đồng một năm.